Bốc này thì anh lắp sim hay thẻ nhớ vào cũng được nhá. Sim thì nó ở đầu bên này này. Còn đây bên này lắp thẻ nhớ, như kiểu là thẻ nhớ có muốn dữ liệu gì ấy, anh ấy vào đây. Không, anh lắp vào, anh vào phần phần tất cả ứng dụng này, xong anh vào ấn tệp tin của nó này, là dữ liệu gì trong thẻ nhớ của anh là nó ở trong phần mục này hết. Đây là đây, em đang chưa lắp này. Nếu mà lắp rồi thì nó có hiện một mục tệp trên đây này. Đó. Ấn vào thì có dữ liệu của anh. Còn con này anh lắp sim vào thì trên đường ấy thôi. Còn không có thì mình phải bắt wifi. Bắt wifi vâng, phát gần từ điện thoại anh ra để bắt được. Anh phát thử đi. Điện được cách sơ qua một chút, cách cắm vào là hơi Apple CarPlay được. Tự động căn bản là nó dùng như một cái điện thoại thôi. Thì bọn em trên cái bốc này bọn em cài sẵn là ứng dụng Viettel Map 2. Với cả ứng dụng Kiki anh vừa đăng nhập là ứng dụng ra lệnh giọng nói. Nghĩa là ra lệnh giọng nói như là thế nào thì là anh đỡ phải bấm đâu. Anh ấn vào biểu tượng của nó này. Thì kiểu anh muốn chỉ đường đến đâu thì anh bảo chỉ đường đến đấy. Còn nếu anh muốn nghe nhạc ấy thì câu lệnh của nó thì anh cứ mở video, có chữ video là nó tự nhảy vào YouTube cho anh. Còn không có là nó nhảy vào mấy cái ứng dụng khác. Thì anh muốn nghe nhạc thì anh ấy thế thôi. Còn giờ sơ sơ thì người ta lắp cái book này gọi là người thích giữ zin nhưng mà vẫn thích kiểu dùng kiểu Android. Đó. Thì sơ qua nó cũng chỉ có thế thôi. Nó một gọi là một chiếc màn hình thu nhỏ. Thì cái này có mỗi hai mục quan trọng là Viettel Map 2 cái key thôi, cũng không có gì nhiều. YouTube thì anh dùng trên điện thoại là ấy rồi. Mấy ứng dụng trên đây thì hầu như là điện thoại cài đặt hay là set play các kiểu cũng thế. Về An Sương. Đang chỉ đường đến An Sương. Tốc độ giới hạn hiện tại 50 km/h. Tại độ trình trên màn hình trước khi xuất phát. Nhà tư An Sương đây. Chương trình của này thì cũng giống như Google Maps bình thường thôi. Nó chỉ khác là nó có cảnh báo giọng nói, cảnh báo các phản nguội các kiểu thôi. Đó. Này thì hầu như là trên ứng dụng ai dùng mấy màn hình hay gì thì hầu như là người ta cài mấy ứng dụng này. Bật thử video đi. Nhạc Tuấn Hưng video. Mở video Tuấn Hưng ấy. Mở cái này và cái này mất cái kiểu. Nó báo đấy. Hả? Nó báo đấy.